Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, cựu phó chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố vì dính líu tới vụ nhôm. Ngày 17 và 18 tháng 3, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa bị khởi tố tội sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến đại án đất đai mà trong đó Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, là bị can chính. Cùng bị khởi tố còn có các ông Phan Xuân Ít, nguyên phó văn phòng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, Lê Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng, Nguyễn Đình Thống, nguyên giám đốc công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng và Phan Minh Cương, nguyên giám đốc công ty IVC, tổng giám đốc công ty xây dựng 79. Các bị can này bị khám xét nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đầu năm nay, hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố cũng do dính líu đến vụ nhôm, thưa quý vị. Năm người trong Liên minh Dân tộc Tự quyết đà đảo phiên tòa bất công. Năm thành viên trong Liên minh Dân tộc Tự quyết gồm các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung, tức Sư Thầy Nhật Huệ, bị đem ra tòa án tại Sài Gòn xét xử phúc thẩm vào ngày 18 tháng 3 và tuyên án sơ thẩm. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2018, bản án sơ thẩm được tuyên với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đối với 5 người nêu trên với mức án từ 8 đến 15 năm tù. Ngoài ra, những người này còn bị quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong bản án. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho 4 đến 5 bị cáo nói với Đài Á Châu Tự Do vào trưa ngày 18 tháng 3 cho rằng đây là một bản án bất công. Họ đã lên tiếng phản đối bản án với lời hô đà đảo phiên tòa bất công, đà đảo Đảng Cộng sản sau khi tòa bác bỏ kháng cáo của họ. Thưa quý vị, tàu Trung Quốc xịt vòi rồng ép tàu ngư dân Việt Nam đụng đá ngầm. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, ngay khi về đến đất liền, các ngư dân gặp nạn đã báo cho biết bị tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng, ép va vào đá ngầm và chìm xuống, thưa quý vị. Ông Nguyễn Minh Hùng ngụ tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, thuyền trưởng một chiếc tàu bị cá bị nạn cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3, khi đang thả neo cách đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu của ông bị tàu sắt Trung Quốc truy đuổi. Trong lúc cố gắng thoát khỏi, tàu của ông bị va vào đá ngầm và chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Ông Hùng đã dùng máy bộ đàm kêu cứu. Sau 4 tiếng đồng hồ, các ngư dân đã được tiếp cứu và tiếp tục hành nghề cho đến nay. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 3, phía Trung Quốc lại nói họ điều tàu đến, nhưng khi tàu đến thì thấy tàu cá Việt Nam bị đâm chìm và các nhân viên của họ đã cứu sống những người trên tàu. Bản tin cộng đồng nối tiếp cho biết hệ thống Việt TV đã khai trương chương trình Lô Tô đầu tiên cho người Việt khắp nơi. Thưa quý vị, đúng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 3, tại trụ sở chính của đài Việt TV, chương trình Việt TV Lô Tô do hệ thống Việt TV tọa lạc trên đường Bel Air, thành phố Houston, Texas, tổ chức đã chính thức phát sóng trực tiếp lần đầu tiên trên hai băng tần 55.5 tại Houston và 55.5 tại Dallas. Đồng thời cũng đã được phát sóng trên Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM tại Dallas. Giải thưởng tổng cộng 500 Mỹ Kim bao gồm thẻ Visa 200 Mỹ Kim và gift card của công ty Vinashop trị giá 300 Mỹ Kim. Kết quả một đồng hương tại Dallas và một đồng hương tại Atlanta đã chia đôi giải thưởng vì đã kinh trúng. Việt TV Lotto là một game show hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người trên 21 tuổi, được diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần giờ Houston với giải thưởng trị giá từ 500 Mỹ Kim trở lên. Người tham dự chỉ cần nhắn tin vô tổng đài từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ chiều thứ Bảy qua số 1-844-844-8247 để nhận số Lotto. Xin quý vị gọi vào số 1-844-844-8247 để biết thêm chi tiết. Nếu mà nghe không kịp thì trên màn hình chúng tôi sẽ hiện những cái số đó, hiện giờ số 417. Cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra con. Và chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, các chuyên gia y tế không còn khuyên bệnh nhân uống thuốc aspirin mỗi ngày để ngăn ngừa bị nhồi máu cơ tim. Trong suốt nhiều năm vừa qua, aspirin luôn được xem là dược phẩm hiệu quả có thể giúp cho chúng ta, đặc biệt là người già, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là heart attack, vì có khả năng khiến tiểu cầu không kết tụ lại với nhau. Tuy nhiên, lời khuyên uống một viên aspirin mỗi ngày không còn hữu hiệu, theo hướng dẫn mới của Hiệp hội Tim mạch và Trường Đại học Y khoa của Hoa Kỳ. Chỉ có những người có nguy cơ mắc bệnh cao hoặc gặp khó khăn trong việc hạ lượng mỡ, lượng đường trong máu là trường hợp ngoại lệ. Họ vẫn có thể sử dụng aspirin mỗi ngày giống như trước đây, miễn sao không bị xuất huyết nội tạng. Các chuyên gia đồng thời cho biết,
Lối sống lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tim, cao mỡ và cao máu, bao gồm cả tiểu đường. Đối với những người từng bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim hay mổ thông tim, họ thì được khuyên nên uống aspirin mỗi ngày để giảm bớt nguy cơ tử vong sau này. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết, ngôi sao của Disney bị đòi bồi thường 1.5 triệu Mỹ Kim vì quấy rối tình dục. Vào ngày 16 tháng 3, tờ báo People đưa tin nam diễn viên Kylie Massey, nổi tiếng với vai Corey Baxter trong That's So Raven, đã bị kiện tội dâm ô trẻ em. Đơn kiện do mẹ của cô bé Jane Doe, 13 tuổi, bà Anna Doe, nộp lên tòa án từ thứ Sáu tuần trước. Trong đơn, thì Anna Doe nói con gái bà quen Massey từ năm 4 tuổi tại thành phố Universal. Vì yêu thích các hoạt động giải trí nên Jane Doe đã được mẹ cho liên lạc với nam diễn viên trong nhiều năm. Massey cũng được báo cáo đã ngỏ lời muốn giúp đỡ gia đình họ Doe. Năm 2018, ngôi sao này gửi thư cho Jane Doe để mời thử giọng trong bộ phim sitcom Cory in the House của nam diễn viên. Vụ việc sẽ chẳng đáng nói nếu Massey không dụ dỗ cô bé về nhà sống cùng, kèm theo đó là những lời khen Jane Doe xinh đẹp và ngọt ngào. Trong quá trình họ liên lạc với nhau, diễn viên Dasho Raven bị cáo buộc đã gửi hàng loạt tin nhắn, video, hình ảnh với nội dung khiêu dâm. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chào.